Cuộc sống xa quê xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào tất cả những người bạn. Sáng hôm nay hai vợ chồng mình đi ra ngoài vườn thăm vườn, thấy cái mấy trái mướp nó bữa nay nó vừa ăn rồi, để già quá hết ngon, cho nên một lát mình với bà xã sẽ cắt mấy trái mướp này được khoảng ba trái này nó lớn rồi, trái kia nó còn hơi nhỏ nhỏ. Một lát mình sẽ đi cắt mấy cái mướp này đem vô để nấu canh ăn. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người xem dàn mướp của mình cái, rồi mình đi cắt mấy trái mướp này nghe mọi người. Đây cái dàn mướp của mình mê quá mọi người, năm nay dàn mướp này quá trời trái luôn. Đó, nó còn trái nhỏ trên đây nhóc hết luôn. Hôm nay dàn mướp rất là nhiều trái luôn đó, đó mình thấy trái nó đâm xuống đầy hết trơn luôn. Cái chỗ này không là 2, 4, 5 trái, phía trên này trái nhỏ đầy hết luôn. Trời sáng hôm nay nó chỉ mưa, ngày hôm nay mưa tuần này mưa gần hết tuần luôn á. Đây nè, trái quá trời nhiều luôn mọi người. Dàn mướp hôm nay trái rất là nhiều đó. Bây giờ mình nó cái cọng của nó xanh dần mà to khỏe, giờ nó bò ra tùm lum hết á. Mình thấy nó khỏe quá cho nên mình không cắt đọt nó luôn để cho nó bò, tại vì nó một mắt nó bò ra là một trái không mà mình thấy ngắt nó ổn lắm, ngắt thì nó đâm tược ra, nhưng mà nó đang khỏe, nó đang có trái cho nên mình không có ngắt nó, cứ để cho nó ra thoải mái. Thì trái đầy trên đây hết, mình tưởng là có mướp hương không mà cuối cùng ba cái cây, nhưng mà có một cái cây bìa bên kia thì nó có cái cây mướp khía, trời ơi, trái quá trời luôn nè. Đó, mọi người thấy dày đặc trong kia hết rồi, mà nó còn đang trái nhỏ hết trên rất là nhiều luôn. Để mình đi từ từ cho mọi người xem nha. Mình đã giống một trái mướp hương bự bên kia rồi, để giống thêm đó. Trong này dưới này nó cũng trái nhóc hơn nữa. Chỗ này không ba trái nhỏ dưới này đó, trái này hôm nay mình cắt nó, còn trái bìa ở ngoài đó mình đã giống. Nó bầu bây giờ nó lắng qua bên cái dàn mướp luôn rồi, thì kệ lấy cho nó bò luôn đi, khi chơi bầu nó trái chỗ này không, cụm này không, bốn trái bầu nè, bốn trái bầu nó bò qua bên dàn mướp rồi. Phía dưới này đậu rồng năm nay trúng mùa mọi người, nhưng mà tiếc quá, bây giờ là gần nửa tháng 8 rồi, chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa thôi là trời bắt đầu lạnh rồi, là cây cối nó héo từ từ rồi đó. Đó, đậu rồng của mình trái rất là nhiều dưới này. Trái đậu rồng lắm, hôm nay nó bằng ngón tay rồi. Anh em quay nó gần chút xíu cho mọi người xem đậu rồng nha. Trái đậu rồng rất là nhiều luôn, mà mình trồng tới 5-6 giây mà sao mới có một giây nó có trái à, còn mấy cái kia thì chưa. Phía ngoài này mình có một cái dây mướp hương nè mọi người, đó mướp hương, ủa mướp khía đó, cái này là cái mướp khía đó. Bây giờ mình quay sơ sơ chút xíu dòng mướp này, bữa hôm mình có quay rồi mà thấy mê quá, bây giờ mình sẽ đi cắt nó. Bây giờ mình xả, mình sẽ cắt cái trái mướp mà bự này trước, có cái gỗ này mình để cái gỗ đỏ nè, một trái bự ghê luôn người. Bữa nay cắt ba trái đi, nó còn rất là nhiều, để nó già là hết ngon đó. Bây giờ mình phải đi ra phía ngoài để cắt trái kia được, quá trời còn trái nhiều lắm luôn năm nay. Để mình đếm coi dàn mướp này năm nay được bao nhiêu trái nha mọi người. Lâu phía ngoài thì nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ cắt cái trái mướp này, của nó to kìa, ba trái này, nó canh ăn chừng hai trái một trái, tại nó bự quá không hết. Đó, mướp đã luôn, trên nó còn bông quá trời bông luôn. Đây mọi người, phía ngoài thì mình có một cái dây mướp khía, nó cũng trái cũng nhiều nè,
Một phía chỗ này không ba ba bốn trái rồi, nó đang còn trái nhỏ nữa nè. Dòng mướp này, ba dây mướp này năm nay ăn không hết luôn, đợi mình đếm nó lại thử coi mình được bao nhiêu trái từ đầu cho tới cuối nha. Trái mướp này mình để giống cho có giống nữa, mình thích cái giống mướp hương này hơn, tại vì nó bự trái. Trời sáng nay chỉ mưa trời gió, đây là cái mướp khía mà nó còn đang ra bông ra trái ở trên quá trời luôn, trời rớt hột rồi, mưa lâm râm rồi. Trời sáng mưa cái nhìn mấy cái vườn rau này giống cái trang như là bên ở quê đó, mà thấy mướp rồi kìa, chỗ đó không ba trái bốn trái, ở trên còn trái nhỏ rất là nhiều luôn. Trời mưa lâm râm này, quanh dây quay cái dây bí nụ coi nè, đây là cái dây bí nụ nè mọi người, trái to đó, trái đó mình để giống. Thường thường hình như bà xã nói cái bí này nè, cỡ này nè, nó nhỏ nhỏ vậy là người ta hái, người ta ăn cái nụ nó với lại cái bông. Rồi bây giờ nó bò lên hàng rào này, bắt đầu nó ra trái nhóc luôn rồi đó. Đây là cái trái này mình để giống nó. Nhìn nó cũng giống trái bí bình thường ăn được thôi. Trời trời mưa xuống cái tí tô coi nè, mê luôn. Bụi tí tô này nó cao gần tới ngực mình luôn. Quá trời đi. Mình để ba cây này để giống, nhưng mà mình cứ ngắt lá bự nó ăn chịu có đọt. Mình ngắt hoài sợ nó ra đọt non hoài, nó không chịu lên đọt nữa. Cái trái dưa gang này nó vàng rồi nhưng mà nó chưa chín, để cho nó chín cây luôn đó. Trái dưa gang vàng nhìn thấy là cái da căng bóng luôn. Đằng kia mình còn mấy trái nữa, mới mùa đầu trồng chưa có kinh nghiệm cho nên trồng chỗ này đất nó bị thấp quá, nó trũng quá. Một mình trồng rất là nhiều cây nhưng mà nó đậu được một số trái, một số dây, à còn một số dây nó bị úng úng dây, lá nó vàng rồi, cái nó bị úng nước, nó chết dây nhiều lắm đó. Năm sau mình biết mình trồng nó thả lên vàng dạng thọ thì hôm nay bắt đầu nở lác đác rồi, tuần sau là vàng gực một cái hàng dạng thọ này luôn. Hôm nay mình có nguyên một cái hàng dạng thọ này đó, bữa nay nó chỗ lác đác rồi. Dưa gang đây nữa, nó nằm ngoài này, trái này cũng hơi bự bự. Trong kia trái nữa nè, dưa gang nó nằm cũng được 4-5 trái. Đây hàng dạng thọ, hôm nay có bông lắc đà rồi. Trong này mình có một cái trái dưa gang nó bò lên chỗ cây cà nữa nè mọi người. Trái này giống như là nó khác cái giống kia sao, trái kia nó vàng vàng, trái này nó xanh, hay là tại nó còn tốt. Cũng có thể là giống khác không chừng. Trái dưa gang nó bò lên trên như mình thấy nó tốt hơn á. Đây nè, mấy bụi kinh âm, mấy bụi tía tô thùm lum luôn, thấy mê. Cái lá nó to, nhìn là thấy mọi người nhìn thấy là muốn bẻ cái lá nó ăn rồi đó. Cái nó non, mình thích cái xanh này hơn cái cây mường tím. Tía tô này rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Mình xem trên báo á, mình thấy là người Nhật người ta cứ mỗi bữa ăn là có một cái kèm với lại một cái lá tía tô này nè. Có một lúc họ đi sang bên Việt Nam, họ thấy tía tô ghẻ quá, họ nhập về á,
họ sơ chế, họ rửa sạch sẽ xong rồi họ sấy khô, họ xay ra làm cái bột. Mỗi một ngày họ uống một khoảng một muỗng cà phê vậy đó, cái bột xay của cái tí tô này, để coi như tăng cường sức khỏe, rồi nó cũng chống được rất là nhiều bệnh, nhưng mà chủ yếu là họ để tăng cường cái sức khỏe đó, tăng tuổi thọ. Người Nhật họ hay mấy cái lĩnh vực đó lắm, cho nên mình có được cái giống quý quý này, giống tí tô Nhật xanh này mình quý lắm. Đám màu tía này á thì nó ra bông rồi nè, màu xanh nó tốt quá nó chưa ra bông. Tại màu tía này mình cái ô này mình mới trồng ở sau, mấy cái cây mọc tùm lum á mình bứng mình trồng vô chỗ cái ô trồng rau đây nè, cho nên nó không có tốt bằng. Nhưng mà mấy cái cây màu tía này nó cũng không có lớn bằng cái cây màu xanh đó. Trên kia mình có một cái dọc mình để trên mấy cái chậu trên đó đó, đó một dọc trên đó, giờ nó cũng ra bông hết, mình để cho nó ra bông này. Nhưng mà quá nhiều rồi. Dạng thọ tuần sau ra rất là đẹp luôn, tuần sau mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, một cái hàng đậu bắp đỏ, đỏ tía lắm mọi người, đỏ đậm. Mình đang để một cái cây bự đó để giống, không ra cắt cũng mua mớ bên này rồi. Dưới thì ớt, ớt quá trời ớt luôn, ớt nó chín nó đỏ lên quay nó mới đẹp. Sáng nay mình đi ra hành 20 phút, mình quay chút xíu để cho mọi người xem sơ. Rồi phía sau vườn mình bây giờ cây cối nó lên cao thấy tùm hết, nhưng mình nó được có khoảng chừng một tháng mấy nữa mọi người, buồn quá. Rồi phải biết làm sao giờ, tại vì đợt làng nó cũng rất là non, đợt làng nhìn lá xanh vậy chứ mà ngắt ra luộc ăn trời ơi, nó mềm mà nó ngon, nó ngọt lắm. Khi khoai đó cũng là giống khoai của Nhật đó mọi người, mình mua đọt ở ngoài chợ về mình ngâm ra rễ mình trồng á. Đó, đám tía tô màu đỏ ha, kế bên là đám tía tô màu xanh, mọi người thấy nó cao hơn cái màu đỏ gấp mấy lần luôn. Cái hàng đậu bắp bên ngoài là cái hàng dạng thọ, bông cũng rất là nhiều, cà chua đủ thứ. Phía trong là ba cây rau đài, hôm nay nó cũng ra bông rồi. Đó, bí nụ, có một trái to, một trái nhỏ bên này nó cũng đang vò lên. Còn cái dàn mướp thì thôi bông quá trời luôn rồi, bò hết vàng luôn, nó thòng xuống cái cọng còn bự bự cơ nè. Dàn mướp đã quá. Khu vườn mình nó xanh hết mọi người. Hàng dạng thọ này là mình thích lắm luôn rồi. Tết ở đây thì mình không có trưng được, trời lạnh mình không có trồng được, tại vì là xứ lạnh. Mình mua một chậu hoa cúc này kia 20 mấy đồng, về có chút xíu trưng nhà bữa nó héo rồi. Mà bên này Tết cũng như không Tết, cho nên tháng nào mà mình trồng được thì mình xem như là Tết đi. Mà mốt mình đi ra hàng dạng thọ này mình xem như là mình trồng hoa chuẩn bị đón Tết. Đó, mình tưởng tượng vậy đi. Nhưng bà xã đi ra cắt khổ qua mọi người, bữa hổm cắt một đợt rồi bữa nay cắt thêm mỡ nữa để nó cũng dư rồi. À, mai không lấy cái gỗ đây, đây dưới này trái nữa, trái dưới nó gai gai vậy, ngộ giống cái mướp gai quá vậy. Già chưa kìa, trái màu trắng trên này, cắt trái màu trắng này. Cầm gỗ vô luôn, lát vô trong cả. Tới mùa gỗ rồi, đủ thứ cây trái ha. Trái bên kia được chưa? Trái thòng đó, chưa được hả? Trong có một trái bự bên trong nữa cả. Còn nữa ha. Cái cắt luôn đi. Cái này nó bung một ra rồi. Cái đó hư rồi.
Ô trúng kia có con trái bự kìa. Khoan để anh quay nó gần là. Ừ. Cái này nó chịu nó nổi gai. Trời ơi nó bự lắm rồi, cắt đi. Nó có nổi gai đắng lắm. Cái này nè. Đắng nó mới ngon. Cái này nè. Chứ cái bự gì mà không cắt. Không, cái đó nó chịu nổi gai. Ok. Cái trái này cái đít nó bị gì vậy? Cái loại này nó thấy nó lâu rồi, cái giống này như nó khác, giống nè, này gần gần. Nó nở ừ. Vậy nè. Nó mới bự. Nó mới mấy trái. Năm trái. Khổ qua ba trái mướp. Rồi còn sót trái bự nữa không để nó hư luôn. Thành quả sáng nay của mình nè mọi người. Ba trái mướp to thật là to luôn mà nó cũng mềm xèo à. Đó, nó chưa có già đâu mà vừa ăn rồi. Ba trái mướp hương. Bên đây có khổ qua được 6 chai khổ qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 chai khổ qua. Mỡ ớt chuông. Cái ớt màu vàng đó nó cũng không cay nữa. Nó cũng giống như ớt chuông nữa mọi người đó. 2 chai cà. Đây, thành quả của mình sáng nay.